Trong bài học trước thầy đã hướng dẫn cho các bạn tạo cái phần header ở phía trên đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta tạo các cái icon ở phía dưới nha. Icon ở phía dưới để chúng ta tạo menu. Thì ở bên này các bạn sẽ chọn đối tượng và các bạn chọn copy image thì các bạn sẽ đưa vào đây. Đó, các bạn đưa vào đây để các bạn đây, đối tượng của chúng ta. Thì chúng ta có thể là cho nó nhỏ lại, nó tương đương với lại cái hình của mình. À, các bạn cho nó nhỏ lại đi. Nhớ nhấn shift nha các bạn, nhấn shift để cho nó nhỏ đều. Đó, rồi ok, chúng ta cho nó đều cao. Và chúng ta nhấn shift, chúng ta chọn ở góc dưới này. Như vậy là chúng ta đã có được cái biểu tượng của chúng ta và chúng ta chọn món mới. Thì ở chỗ này các bạn sẽ kéo nó qua đây. Và các bạn làm tương tự cho các cái menu còn lại nhé. Đó, làm tương tự cho các menu còn lại. Và các bạn chú ý rằng là cái image 3 của mình nó phải nằm đúng ở trong cái P2 desktop của chúng ta ở đây. Đó, nó là ở đây các bạn. À, như vậy thì khi mình tắt cái màn hình này đi là nó cùng tắt, như vậy là đúng nè. Đó. Còn nếu như mà các bạn tắt đi mà cái icon của chúng ta nó cái nó không có tắt, tức là nó nằm ngoài cái vùng của chúng ta ở đây. Đó, desktop 2 thì các bạn phải chú ý cái image 2 này là cái nào đây. Image 2 này các bạn sẽ xem lại giúp cho thầy nhé. Image 2 rồi, một cái đối tượng khác từ từ đó chúng ta sẽ quan tâm sau. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo cái đối tượng về cái sản phẩm. Như vậy cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ có các cái thành phần. Thành phần thứ nhất là cái hình, thành phần thứ hai là tên, thành phần thứ ba là thông tin, thành phần thứ tư là giá. Và xíu này có một cái giỏ hàng. Như vậy thì các bạn tạo cho thầy một cái rectangle ở đây để chứa cái hình này. Đó, rectangle. Các bạn sẽ chọn đó. Ok, sát biên nhé. Sát biên. Nó đã bắt theo lưới của mình rồi nè, nó cột đó. Rồi, các bạn kéo này xuống. Như vậy để các bạn thấy được cái hình ha. Rồi xuống dưới chúng ta sẽ có một cái text. Rồi các bạn kéo cái vùng text này ra đây giúp thầy. À, rồi các bạn gõ chữ vô đây. Ở đây là tên sản phẩm. Rồi các bạn sẽ chọn cái font cho nó. Chọn cái font thì chúng ta sẽ chọn cái font nào mà nó hiển thị được tiếng Việt nha. Hiển thị được tiếng Việt tên sản phẩm. Rồi các bạn sẽ chọn cho nó là cái chữ này nó không cho mình in đậm, mình sẽ chọn cái font khác. Rồi ok. Tên sản phẩm. Đó, ok. Mình chấp nhận đi ha. Bạn có thể chọn font khác để cho nó có cái kiểu giống. Rồi, mình chấp nhận cái tên sản phẩm vậy đi. Rồi bây giờ xuống dưới mình sẽ có một cái nữa là liên quan đến cái thông tin chi tiết của sản phẩm. Các bạn sẽ chọn thêm cho thầy một cái text mới. Các bạn cũng vẽ vào đây. Sát biên nhé. Thông tin sản phẩm các bạn cho như đây là thông tin sản phẩm. Đối với thông tin sản phẩm các bạn cũng kéo sát biên giúp thầy. Và thông tin sản phẩm thì mình cho size của nó nhỏ lại, size nhỏ. Và màu màu ở phía dưới, màu thì chúng ta sẽ chọn cùng màu với cái bạn này. Mình lấy bút ha, mình lấy cùng màu. Rồi các bạn có thể điều chỉnh lại cái màu tí xíu. Rồi một cái nữa là cái thông tin sản phẩm này, cái chữ của nó mình có thể kéo lên trên, kéo xuống dưới để tí nữa mà mình có cái sản phẩm mà nó có hai dòng thì nó cũng tự động nó nhảy xuống dòng cho chúng ta. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ có giá. Các bạn cũng insert cái text vào. Insert text vào. Tí nữa mình chỉnh cái biên này sau nhé. 79.000
Việt Nam đồng. Ok, mình sẽ thay đổi cái đối tượng text của chúng ta, thay đổi đối tượng, các bạn kéo rộng ra, các bạn kéo rộng bên trên lên, rồi nó nằm giữa. Mình chọn cái size cho cái đối tượng này, chúng ta chọn lên 16 20, và các bạn có thể chọn cái font khác. Rồi màu, màu thì chúng ta cũng tương tự như vậy, các bạn có thể chọn màu nó tương ứng với lại cái màu ở đây đó. Như vậy là mình đã có màu ha. Và các bạn sẽ xuống dưới, các bạn vẽ thêm cái vùng bao này để mình có được cái màu nền cho cái đối tượng ở phía dưới. Rồi ok. Và tương tự các bạn sẽ lấy cái màu, à, mình cho nó nhỏ lại để mình lấy màu cái đã. Ở đây các bạn sẽ chọn màu, các bạn cũng chọn bút, các bạn lấy màu. Rồi mình cho nó rộng ra lại. Và các bạn sẽ chèn một cái icon. Icon ở đây chúng ta sẽ chọn một cái icon, nó có nhiều loại icon nhé, giống như hồi bài trước thầy đã nói với các bạn. Thì nó có, nếu như mà bạn chọn icon ở dạng là PNG, là một bức ảnh, thì các bạn không thay đổi được màu nhé. Các bạn sẽ chọn icon ở đây, à, thầy sẽ đưa cho các bạn một cái thư viện. Thư viện ở đó là icon của Bootstrap. Thư viện này khá là phổ biến, à, có rất là nhiều cái icon hay. Thì ở đây các bạn sẽ chọn vô đây cái biểu tượng giỏ hàng. Các bạn gõ từ khác vô đây cho thầy. Thì trong này nó có rất là nhiều cái biểu tượng của giỏ hàng. Các bạn sẽ chọn bất kỳ một cái biểu tượng nào đó. Ví dụ thầy chọn cái biểu tượng giỏ hàng này. Các bạn click chuột vào thì nó có cái download SVG. À, các bạn cái này là hình ảnh ở dạng vector nha các bạn. Các bạn sẽ lưu cái ảnh này xuống. Ảnh của chúng ta đây là cách 4 nha các bạn. Thì ở trong này các bạn sẽ kéo cái biểu tượng này, các bạn chèn vào cái Figma của mình. Đây các bạn chèn biểu tượng vào đây. Vào cái thư mục mình tải lúc nãy. Các bạn click chuột kéo xuống. Rồi thả vô. Như vậy cái biểu tượng của mình nó đã có. Các bạn có thể nhấn Shift để kéo cái biểu tượng của mình cho nó lớn lên. Nó đang là màu đen. Mình có thể thay đổi cái màu ở phía dưới này. Các bạn thấy Section Color. Các bạn chọn màu. Và chọn màu trắng. Như vậy cái giỏ hàng của mình nó đã thay đổi màu. Nếu như các bạn chèn vô đây một cái hình thì các bạn sẽ không thay đổi màu được đâu nhé. Rồi mình đã có màu. Và nó có một cái chỗ này mình chèn thêm cái hình nữa nha. Thì các bạn vào đây các bạn sẽ lưu cái hình này xuống. Lưu. Lưu image. Ở trong này các bạn sẽ chọn lưu vô một cái thư mục. À, trong quá trình mà các bạn thiết kế thì các bạn nên tạo một cái thư mục chung chứa tất cả các hình của một trang web. Và trong đó các bạn có thể tạo thêm những cái thư mục riêng, ví dụ như hình đó liên quan đến tiêu đề trên menu, phần header, phần footer, hoặc là các bạn sẽ liên quan đến sản phẩm thì các bạn sẽ tạo ra những cái folder riêng, à, liên quan đến một cái sản phẩm thì các bạn có thể là tạo new ở đây cho thầy một cái folder. Mình sẽ làm cho cái trang web bán bánh, và bên trong thì chúng ta sẽ có cái folder mới, chúng ta sẽ chứa hình ảnh ha, image. Và bên trong cái hình ảnh này thì chúng ta sẽ chứa cái hình ảnh của sản phẩm. Rồi, các bạn sẽ lưu cái hình này ở đây. Lưu. Chúng ta quay trở lại cái trang thiết kế. Các bạn sẽ chọn chèn hình ảnh giúp thầy. Các bạn chọn image. Và chúng ta tìm đến lúc nãy trang web bán bánh nè. Image product. Và chúng ta chọn cái hình này. Thì khi các bạn chọn hình, các bạn sẽ đưa con trỏ vào cái khu vực hình chữ nhật mà lúc nãy mình thiết kế đó, các bạn click chuột vào. Như vậy chúng ta thấy hình ảnh nó đã insert vào bên trong một cái
cái hình rectangle của mình ở đây. Đó, thì các bạn sẽ chọn và mình sẽ làm một cái component. Tí nữa mình sẽ sử dụng cái component này mình tạo ra cho rất nhiều sản phẩm, khác. Nó cùng cái kích thước, cùng mẫu cho nó tiện các bạn nhé. Các bạn chọn hình là 1 ha. Các bạn nhấn shift, chọn tên sản phẩm là 2, chọn thông tin chi tiết là 3, chọn giá là 4, chọn cái khung này là 5, chọn cái giỏ là 4, là 6. Và các bạn ở phía bên trên nó có 6 cái select. Các bạn sẽ bấm vô cái biểu tượng này. Chúng ta sẽ create một cái component. Thì ở bên này, desktop 1 của mình nó đã xuất hiện một cái component ở đây. À, mình đang làm ở bên desktop 1 nhé. Xuất hiện một cái component. Thì các bạn sẽ copy cái component này để mình bỏ qua cái desktop 2. Ctrl C, Ctrl V. Đây, cái component mới nè. Mình kéo cái component đó lên đây. Đó, mình có component 2 và các bạn chú ý đối tượng của mình nó sẽ có hai cái biểu tượng khác nhau. Hai biểu tượng khác nhau, component 1 và component 2 nó cùng cái dạng cái chữ là component, nhưng mà phía dưới này các bạn thấy bốn biểu tượng, ở phía trên này có một thôi, một hình thoi thôi. Như vậy thì cái component này là component master, nó là cái gốc. Cái gốc. Đây, chúng ta có gốc nè. Chúng ta có là cut, return, giá, thông tin sản phẩm, tên sản phẩm và hình ảnh. Còn đối với ở trên này thì nó cũng tương tự. Vậy thì mình cũng có thể thay đổi thông tin, thay đổi màu của các cái thành phần bên trong component. Nhưng mà nó có một cái hay, rất hay các bạn nhé. Ở chỗ này thầy sẽ tạo ra cái sản phẩm component này. À, rất hay chỗ nào? Thầy sẽ di chuyển cái component mới này qua đến đây. Mình di chuyển cái component này. Nhớ nhấn shift nha các bạn. Đó, các bạn nhấn shift, các bạn kéo qua bên này. Rồi, nó bắt lưới nha. Sau khi mình có cái component thứ nhất, thì các bạn sẽ Ctrl C, Ctrl V cái component 2 này. C, Ctrl V. Mình có cái 3. Và tương tự như vậy, mình sẽ chuyển cái 3 này qua. Nhớ nhấn shift giúp thầy. Đó, nhấn shift. Và tương tự các bạn sẽ Ctrl C rồi thì mình Ctrl V cái nữa nó ra 4 và mình nhấn shift mình kéo qua đây. Rồi, bây giờ mình đã có được là 4 cái sản phẩm, 3 cái sản phẩm của mình. Kéo cho nó sát biên giúp cho thầy. Rồi, bắt được lưới ha. Sau khi mà chúng ta đã bắt được lưới rồi, tất cả các cái thành phần bên trong này, chúng ta có thể thay đổi cái tên sản phẩm này. Cụ thể chúng ta sẽ đổi tên sản phẩm, ví dụ như là mình để là sản phẩm 1 bên này, Ctrl A, sản phẩm 2. Tương tự như vậy các bạn sẽ có sản phẩm 3, tương tự chúng ta sẽ có sản phẩm 3. Double click sản phẩm 3. Rồi tương tự giá thì chúng ta cũng thay đổi. Như vậy thì thầy nói nó hay là hay chỗ nào? Các bạn sẽ cho nhỏ lại đi, các bạn sẽ thấy hay. Bây giờ cái màu chữ này mình không thích nó là màu đen, mình muốn đổi nó màu khác. Thì các bạn chỉ cần vào cái component master hồi nãy thầy nói ở phía dưới nè. Component mà nó có bốn cái biểu tượng hình thoi đó. Chúng ta quay trở lại đây. À, chúng ta thấy tên sản phẩm. À, chúng ta lấy chuột tên sản phẩm. Bây giờ ở bên này chúng ta thấy cái màu của nó là fill. Chúng ta sẽ thay đổi cái màu đen này thành một cái màu khác. Ví dụ mình chọn màu đỏ đi. Ok. Như vậy các bạn thấy là đối với ba sản phẩm của mình đã có thay đổi hết từ màu đen thành màu đỏ. Cả ba sản phẩm luôn. Đấy. Như vậy thì khi các bạn thiết kế, các bạn quản trị các đối tượng của chúng ta một cách có hệ thống, thì các bạn sửa, các bạn thay đổi, kể cả bây giờ thầy sẽ thay đổi font đi các bạn nhé. Thầy thay đổi cái font khác, ví dụ như giá đi. Mình thay đổi ở cái phần component master, mình thay đổi cái giá thì ra một cái font khác. Đây, thì các bạn thấy là tất cả các cái font của chúng ta nó đã thay đổi theo. Đó là một điều tuyệt vời khi mà các bạn
thiết kế mà các bạn biết quản trị các đối tượng thì nó sẽ rất là nhanh. Sau này các bạn làm việc với lại một cái hệ thống lớn thì các bạn sẽ quản trị, bởi vì một cái layout của mình nó không chỉ đơn giản là một sản phẩm, mà chúng ta thấy là đối với lại cái màn hình mà chúng ta đang nhìn thấy nè, nó có rất là nhiều sản phẩm. Tại vì cái desktop của mình đang cấu hình cho nó, cái màn hình nó có độ cao chỉ có 1024 thôi, cho nên là mình không nhìn thấy hết cái trang này. Bây giờ các bạn chọn vô cái desktop 1, các bạn sẽ kéo cái đường biên này xuống giúp thầy. Đấy, các bạn thấy là mình đã có được cái sản phẩm đầy đủ. Trang web mà mình copy về nó có bao nhiêu thì các bạn thấy hết bấy nhiêu. Đó, các bạn kéo xuống giúp thầy. Đây là dư rồi nha. Dư rồi. Đây, trang web của mình mới đến đây thôi. Mình kéo ngược lên. Rồi. Tương tự như vậy, đối với lại trang web mà chúng ta đang thiết kế ở desktop 2 thì các bạn cũng kéo cái độ cao của cái desktop 2 này nó bằng với cái desktop 1. Đấy. Rồi, ok. Như vậy tí nữa chúng ta thiết kế cái phần footer nó ngang đây. Và tương tự các bạn sẽ copy các sản phẩm này ra. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Ctrl C, Ctrl V. Đây, các bạn sẽ nhấn Shift các bạn nhé. Đấy, các bạn kéo cái sản phẩm mình xuống. Như vậy mình đã có được 3 sản phẩm nữa. 3 sản phẩm nữa và tương tự các bạn cũng, các bạn thấy cái khoảng cách hồi nãy mình kéo nó đĩa là 76 nè. À, Ctrl V một lần nữa. Các bạn sẽ kéo sản phẩm xuống và nó cũng có cái khoảng cách 76 thì mình dừng. À, được chưa? Nó hơi súng rồi đó, nó hơi súng hơn bình thường thì mình có thể là kéo ba cái sản phẩm này lên tí. À, 76 là chuẩn cho nên là nó dừng của mình đó. Thôi kệ, mình cứ để 76 đi. Rồi tí nữa mình sẽ điều chỉnh cái size của cái website sau. Mình Ctrl C, Ctrl V xuống. Mình kéo xuống 76 tiếp nha các bạn. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ có tất cả các cái sản phẩm của trang web, mình chỉ có việc thay đổi hình thôi là mình đã có thể thay đổi. Bây giờ mình thay đổi hình nè. Như vậy làm sao để thay đổi hình cho nó phù hợp? Ở đây thầy lấy một cái hình cho nó khác nè. À, thầy lưu cái image này về. Lưu về đây. Rồi, lưu. Bây giờ thầy sẽ thay đổi cái hình ở bên Figma nhé. Ở bên này. Đó, hình này nè, thầy sẽ chọn Insert Picture, Image ở đây, chọn hình tiếp theo, Open, bạn sẽ đưa vô đây các bạn nhé, nó sẽ thay cái hình khác cho mình luôn, thay hình khác, chữ nghĩa đây. Tương tự như vậy, các bạn sẽ thiết kế hết tất cả các sản phẩm và chúng ta xuống đây chúng ta sẽ thiết kế tiếp một cái phần footer. Footer thì nó cũng tương tự như cái phần header. Các bạn sẽ thiết kế tương tự giúp thầy. Các bạn sẽ lấy cái màu ra, các bạn lấy cái thông tin chữ ở bên trong. Các bạn có thể để cái thông tin của các bạn, một cái công ty nào đó mà các bạn hình dung đó là công ty của mình, rồi giới thiệu hướng dẫn liên hệ tuyển dụng, rồi các cái biểu tượng này. Biểu tượng này thì các bạn Instagram hoặc là biểu tượng Facebook. Như thầy đang nói là các bạn sẽ dùng cái Bootstrap này. Mình vô mình xem thử cái biểu tượng của Facebook có hay không. Đây, biểu tượng Facebook có sẵn ha. Tương tự các bạn cũng click chuột vô biểu tượng Facebook, các bạn chọn download rồi. Nó đang nằm ở đây rồi các bạn, trong thư mục download. Đây, Facebook đây. Và mình kéo mình thả vô cái Figma của mình. Thì các bạn sẽ chọn kéo thả hoặc là các bạn insert thôi. Insert image. Các bạn chọn biểu tượng mình để ở bên ngoài rồi. À, mình để ở bên download, thầy chưa đưa qua đây. Các bạn có thể là copy hết qua bên cái dự án của mình nhé. Mình có Cat nè, mình có Facebook nè. Các bạn sẽ copy cái này bạn bỏ qua cái dự án của mình đi. Rồi, trang image này không phải là product ha, mình sẽ có một số cái sản phẩm, một số cái icon mình bỏ ở bên ngoài. Thì mình giả sử mình new thêm một folder, mình để nó là icon. Rồi, như vậy mình đã có icon và mình lấy cái icon Facebook mình bỏ ra.
Thì khi bạn click chuột ở đây, bạn có được cái icon của Facebook. Nó hình như nó hơi nhỏ. Bạn ron chuột cho nó lớn lên. Và mình nhấn shift để mình kéo ở cái góc này. À, đặc biệt đối với lại cái icon mà các bạn chèn ở dạng vector thì bạn kéo lớn bao nhiêu nó cũng không có bị vỡ hình nha các bạn. À, nó vẽ bằng vector cho nên nó sẽ không bị vỡ hình. Còn nếu mà bạn chèn cái icon nó bằng một cái file ảnh á, thì khi bạn chọn lớn hoặc nhỏ thì cái hình của chúng ta nó sẽ bị vỡ. Và chúng ta thiết kế cái giao diện thì khi mà chúng ta thay đổi cái kích thước của cái layout thì nó sẽ bị vỡ hình, nó sẽ không đẹp. Được chưa nào? Tương tự như vậy, các bạn sẽ thiết kế trong cái bài tập thực hành hôm nay. Các bạn sẽ thiết kế hết cả một cái trang sản phẩm. À, đối với lại cái hình background thì các bạn bỏ qua đi. Nếu mà bạn nào làm được cái hình background này thì các bạn làm. Còn không thì chúng ta bỏ qua. Chúng ta sẽ có được cái nội dung của cái trang web của chúng ta. À, lúc nãy chúng ta hình như dư một cái card ở đây. À, thì làm sao mà cái card này nó lớn quá rồi. Vậy thì mình xem cái card này, kích thước của nó là bao nhiêu? 3x3. Mình cho kích thước này nhỏ lại. 3x3. Ok. À, mình khóa kích thước lại đi các bạn. Tại vì chỗ này mình không khóa kích thước á, mình thay đổi độ rộng thì nó không thay đổi độ cao tương ứng. Bây giờ mình khóa kích thước lại. Chỗ này mình thay 303, enter. Rồi, nó nhỏ lại rồi. Rồi mình kéo nó vô lại. Hồi nãy mình kéo nó, không biết là nó bị nhảy sao đó. Rồi, kéo nó vô lại. Rồi, nó nằm đúng vị trí của mình. Và đối với lại cái lưới này, thì các bạn không muốn nhìn thấy cái lưới nữa, thì các bạn chọn vô cái desktop 2. Các bạn ở phía dưới cái lưới nha. Các bạn sẽ chọn tắt lưới đi. Rồi, như vậy, đây là trang web hoàn chỉnh của mình các bạn nhé. Trang web hoàn chỉnh. Mình chọn desktop 2. Các bạn thử chọn review nó coi ra gì. Đây, trang web của mình đã thiết kế xong. Chúc mừng các bạn đã thiết kế xong cái giao diện của trang web. Mình có thể run lên được các bạn nha. Mình có thể run lên được để mình xem trang web của mình. Và biểu tượng cuối cùng của mình là footer, có cái biểu tượng của Facebook nè. À, và các bạn view là view mới màn hình nhỏ, các bạn có thể mở rộng ra xem cả một cái trang web. Đây, trang web của mình đã thiết kế xong. Và khi mà các bạn thiết kế xong thì nó có một cái giao diện tương ứng với lại cái trang web mà mình đã lấy để làm mẫu. Và nếu như các bạn đã làm được như vậy thì chúc mừng các bạn đã hoàn thành được cái bài thực hành của mình đối với lại cái phần Figma. Thầy đang trông chờ một cái trang web hoàn chỉnh của các bạn. À, các bạn có thể không cần lấy cái trang mẫu của thầy. Các bạn sẽ lấy một cái trang khác. Các bạn có ý tưởng làm assignment sau này để các bạn thiết kế, thầy vẫn chấp nhận. Nhưng nó có đảm bảo thành phần đối với lại một cái trang web là nó có phần header, phần menu, phần sản phẩm và phần footer, chân trang. Để các bạn thiết kế theo ý của mình nhé. Còn cái chuyện khi các bạn run mà cái biểu tượng này nó đứng im hoặc là cái menu nó đứng im thì chúng ta sẽ làm việc của bên HTML và CSS, chúng ta sẽ học vào những bài sau. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài thực hành của chúng ta.